Đây là Kun Invention, trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và nghệ thuật tiên tiến bậc nhất Kun Galaxy. Đây là nơi đã tạo ra vô vàn trang phục chiến binh siêu phàm và những bảo bối Kun tối thượng. Ta tin là các con sẽ tìm được những sự trợ giúp cần thiết cho trang phục chiến binh siêu phàm và bảo bối của mình. Như vậy thì quá đơn giản. Theo mình thì bộ trang phục phải rực rỡ, nhiều màu sắc, làm cho kẻ xấu lóa mắt mỗi khi mình xuất hiện. Nói thật như vậy thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ? Chúng ta đâu có đi trình diễn thời trang đâu. Suy nghĩ tầm thường của cậu sẽ làm đội chúng ta thua đó. Sia ơi, chị thấy ý tưởng này thế nào? Chị sao cũng được. Sao cũng được không phải là câu trả lời. Chị muốn Sia phải có câu trả lời rõ ràng. Cậu đi đâu vậy?